Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với buổi livestream trực tiếp tại Bệnh viện Thẩm mỹ MCAS. Và trong buổi livestream ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một vị khách hàng. Và vị khách hàng này có tình trạng nó là mô tuyến kém phát triển, nhưng mà cái phần da ở đầu ngực nó lại nhiều và nó bị nhăn cũng như là bị nhùn. Cái phần đầu vú thì nó bị trễ xuống dưới và cái khoảng cách giữa hai bộ ngực thì nó xa nhau. Cái phần ngực ở trên này nó bị lõm vào và nó không có được đầy đặn. Chính vì vậy nên là các bác sĩ ở bệnh viện MCAS đã tiến hành là đặt túi ngực với kích thước là 265cc ở hai bên đầu ngực. Ngoài ra thì các bác sĩ cũng hút cái phần mở bụng để cấy vào ở phần trên này để cho bầu ngực được đầy đặn và tự nhiên hơn. Các bác sĩ tại bệnh viện MCAS đã thực hiện thu đầu ti. Đây là kết quả sau khi phẫu thuật, các bạn có thể quan sát là nó rất là khác so với trước khi phẫu thuật ạ. Bầu ngực bây giờ đã được căng tròn tự nhiên chứ không còn bị nhùng và nhăn như trước nữa. Khe ngực cũng được đưa về khe ngực chuẩn. Việc mà hút mở bụng để bơm lên phần bầu trên của ngực thì sẽ giúp cho bụng vừa thon gọn mà ngực lại được căng tròn tự nhiên và tránh được cái tình trạng mà sờ thấy túi ngực. Và đây là một trường hợp đã nâng ngực tại bệnh viện MCAS. Nếu như mà các bạn có bất cứ thắc mắc nào thì có thể để bình luận ở dưới cái video này hoặc là đến trực tiếp tại bệnh viện để được các bác sĩ ở đây tư vấn và đưa ra những cái lời khuyên phù hợp nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video livestream tiếp theo.